Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ họp thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thứ 9 năm 2022. Tham dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố các đại biểu thảo luận để hoàn chỉnh tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực lưu trữ đối với tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết về đặt tên tên đường, các đại biểu thống nhất giao đơn vị soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh để trình hội đồng nhân dân ở các kỳ họp sau. Ngoài ra đại biểu góp ý các báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về kinh tế xã hội, giải quyết ý kiến kiến nghị phản ánh của cử tri, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.